Bà nơi ấy, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giê-xu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.